Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 7, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Những khu vực trên có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay, ngày có nắng, nhưng khả năng mưa vừa, mưa to vẫn diễn ra vào chiều và tối. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 6 tháng 7, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối mưa có rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.